情如风过水湍，红尘难逃几次人世花火。Ok, hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một cái loại vũ khí mới. Nó có tên là XS1 đó. Còn cái câu sau là gì mình không biết chữ, vì mình dốt tiếng Anh. Mình là một đứa dốt tiếng Anh. Cho nên mình hay gọi cái này là XS1. Nhưng mà thường ngày mình chơi con này á thì mình hay gọi là Robo không à, cho nên mình sẽ gọi là Robo luôn nha. Nếu như mọi người muốn nhận cái con XS1 này thì mọi người hãy bấm vô phần sự kiện ở bên góc ở cái bên vòng quay quay súng chắc vậy, cái bên phần shop á, các bạn hãy bấm vô phần động của quảng cáo, phần sự kiện nè. Các bạn hãy bấm vô phần nhiều hơn nè. Còn cái phần dưới là sự phụ kiện XS1 đây. Đó. Còn cái nhiệm vụ trong đây nhận khá là dễ thôi. Nếu như mọi người cố gắng chơi đủ thi đấu 5 trận và các bạn cứ thi đấu 5 trận xong rồi các bạn cứ bấm vô mấy cái phần đổi, trao đổi là nó sẽ đầy cái con XS1 này. Con này là một con robot nha, nó khá là tiện lợi. Đó. Ok, đây là và sau đây là trận đấu mà mình đã chơi sử dụng cái con XS1 này, còn được gọi là Robo này nhé, và mời các bạn đón xem. Ok, mình đã vào trận rồi đây. Hôm nay lại một trận nữa về test vũ khí mới. Không, test phương tiện mới mới đúng. Hôm nay mình sẽ chơi MSMC, cây súng nhanh nhất trong game này. Tốc độ bắn phải gọi là nhanh nhất luôn. Vừa mới bật lên là nhắm, bật cốp lên là bắn, không chừa bất cứ một ai. Trời bắn như thế này thì ai mà chơi lại. Này thì bắn. Ôi, Mù mát kìa. Cũng là có đồng đội gánh. Có đứa ở đây, biết ngay mà. Một đứa ở ngoài đây. Trời ơi, đón như thần luôn. Một đứa ở đây nữa. Một đứa ở ngay nhà. Đón như thần luôn. Một đứa trong nhà. Ủ lắc kìa. Ồ, làm gì đây? Tao có rồi. Tao có được Robo rồi. Giờ mình sẽ chạy lên tuốt lên đây. Chạy lại đằng đây. Ở chỗ đó không an toàn đâu. Chỗ đó không hề an toàn chút nào. Yeah! Bùm. Quá dở. Rồi lên nè. Tụi bay chết chứ ta. Ta đã có Robo rồi. Bây giờ mình sẽ lại đằng đây. Đợi ngay căn nhà này. Các người cứ chờ ta đi. Các người sẽ chết ngay thôi.
Đồng đội ơi, núp đi, chết ra để cho tao lo. Tất cả hãy chết ra hết. Này thì bắn đồng đội của ta. Nói chung cái con robot này đi cũng khá là chậm đấy, chứ không phải là nhanh lắm đâu. Nhưng mà thiên về độ mà độ trâu của nó thì nó trâu hơn Beetle nhiều đấy. Thiên về độ trâu của cái con robot này thì nó trâu hơn Beetle. Còn cái tốc độ di chuyển của nó khá là chậm. Cho nên mình mong nhà phát hành game sẽ thay đổi cái cách di chuyển của con này. Còn cái cách nhắm bắn của nó khá là khó. Nếu như hay về mà chọn Beetle với cái con robot này á, thì mình sẽ chọn robot hơn là Beetle. Vì Beetle nó bay trên trời thì nó chạm trúng những... Nó chạm trúng mấy căn nhà á, thì nó bắn khá là khó. Lúc đó là Beetle nó sẽ suy yếu lên dần. Còn khi về cái này thì nó sẽ tốt hơn. Con robot này nó độ cơ động nó cao hơn. Nó sẽ tốt hơn những con Beetle. Ai mà đứng ở đây thì nó sẽ chết. Nếu như mọi người muốn phá cái con robot này á, thì mọi người phải cần 4 quả FHZ, không 3 chứ, 3 quả FHZ thì nó mới phá hủy được cái con robot này. Mà mình quên tên của nó rồi, cứ nãy giờ mình cứ nói robot không à. Thật sự mình quên tên mất rồi. Ok, mình nghĩ một trận là hơi ít cho nên mình sẽ bắn thêm trận thứ hai nha. Đó. Cái con này thì muốn sở hữu nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó. Mọi người cứ làm một số nhiệm vụ là được. Đó. Một số nhiệm vụ là được, là có thể nhận được rồi. Chỉ trong vòng một ngày thôi, mình cũng nhận được cái con robot này chỉ trong vòng một ngày à. Ok, bây giờ mình sẽ vô một trận đấu mới rồi nha. Bây giờ mình sẽ chơi chiếm cứ điểm. Bây giờ mình sẽ chơi chiếm cứ điểm. Và cái map này là một cái map mới. Cái map này nó khá là rộng. Đối với 10 người chơi, map này khá là rộng. Cho nên mình sẽ thử cảm giác với cái map này. Bây giờ mình sẽ bắn một khẩu súng không phải mới cho lắm. Nó chỉ có thêm một lớp skin nó hơi đẹp thôi. Nó có hiệu ứng. Map này khá là rộng. Mình cũng chả biết di chuyển cái map này ra sao. Nếu như mà sau này cái map này mà có vô trong đấu ranh á, thì mình cũng bớt đỡ bỡ ngỡ hơn. Một đứa. Ôi, chết tôi. Ôi. Ôi, nó bắn kìa. Này, bắn to. Không dễ đâu. Thật sự cái map này nó khá là rộng. Mình nhìn là mình cũng hơi hoang mang. Ừ.
Đúng rồi, nó bắn vậy đó mới hay. Trời ơi, nó lắc luôn kìa. Bộ mình bắn mà nó lắc luôn. Nó lắc nó đứng mạng luôn. Đồng lắm thế. Đồng mà lắm thế nha. Nó lắc luôn, cái map này nó hơi rộng cho nên cái máy mình nó không được mạnh cho lắm. Đối với cái map này thì máy mình nó chịu thua. Nếu như mọi người để ý mà nghe tiếng kỹ á thì mọi người sẽ nghe cái máy mình nó cứ hay kêu rè 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 á. Trời ơi nó mù mắt kìa. Một đứa bên đây. Không kịp rồi. Cái này coi như là không được rồi. Khó quá. Trận này mình sẽ cố gắng lấy được cái con robot nha. Mình sẽ cố gắng hết sức. Sẽ bắn mà SMC. Sẽ bắn mà SMC. Nói chung cây này là mùa này nó đã bị fit rồi nha. Nó bị giảm sức mạnh, nó bị giảm tốc độ. Không, nó bị giảm sát thương và nó tăng tốc độ giật của nó lên á. Bùm. Đó. Trời ơi, chưa kịp bắn luôn. Bắn thế này thì sao mà chơi được. Này, ơ, má, mình đứng gần nó, chơi lựu đạn nó nổ, má, cay thế nhờ. Cay thế nhờ, không chừng trận này không được bắn rồi. Robot của tôi, trời ơi, robot của tôi thế này thì. Ủa nó bên đây, nó để chuẩn bị xong ra. Nói chung chơi Call of Duty thì mọi người phải đeo tai nghe nha. Đồng lắm. Bùm. Đó. Vậy nó mới hay. Được rồi, được rồi, được con robot rồi. Đúng rồi. Giăng. Biết. Yêu. Bùm. Đúng rồi, sai. Nó lên. Đúng rồi. Lên. Ta sẽ bắn hết. Đứa nào ngồi vô đây. Tất cả các người hãy vô đây hết cho ta. Ta sẽ bắn hết. Thắng rồi. Trời ơi nó khổ. Ok, nếu như mọi người thích video clip này thì để cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Dạo này mình thấy rất ít người xem video của mình. Hy vọng sau clip này sẽ có nhiều người hơn. Mình hy vọng mọi người xem đừng có xem chùa nữa, hãy like đi. Mặc dù mấy cái like đó không ăn được nhưng mà nó tạo ra một động lực lớn. Một cái động lực lớn để cho mình sớm ra những cái video hay hơn và nó nhanh hơn. Dạo này mình thấy YouTube thông báo số người like video của mình càng ngày càng tụt xuống. Cho nên mình mong, hy vọng mọi người nếu video không hay lắm thì mọi người cứ cố gắng like cho mình để cho mình thấy một cái cho mình một cái động lực để mà làm những cái video hay hơn cho mọi người xem vậy đó. Tạm biệt mọi người nha và bye bye. Nếu như mà sau này nó có ra những cái loại vũ khí hoặc là một cái sự kiện gì mới thì mình sẽ cố gắng làm một cách nhanh hơn nha. Tạm biệt mọi người và bye bye.